Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây ha. Cây đầu tiên là cây hoa lài nha cô chú anh chị. Hoa lài cánh kép nha, bông to nha anh chị. Đó, hoa lài cánh kép ha, mặt bông em có để góc phải màn hình đó. Cây rất là khủng ha. Kiếm cây này lâu năm lắm, là cả chục năm trở lên nha anh chị. Lâu lâu cũng được kiếm cây bự như thế này ha. Đó, củ đế là trà bá luôn nha anh chị. Đó, kép luôn. Mã số 450. Em đo nguyên cái củ nha. Quanh cũ 45, quanh thăng. Quanh thăng 33. Quanh thăng 33. Chiều cao cỡ 1,5 m anh chị ơi. Đường cái tàu 40. Giống như vũ nữ, hai cái tay múa hai bên anh chị. À, cây rất là quái. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,5 triệu nha anh chị. Bao ship tặng nhà, mã số là 450 nha anh chị, 2,5 triệu. Rồi tiếp theo cũng là cây hoa là hoa lài nha cô chú anh chị. À, cánh kép ha, bông to đẹp nha anh chị. À, mặt bông có để góc phải màn hình của chú anh chị thấy ha. Cây này lắc lượng cũng khá là đẹp ha. À, củ đế trà bá luôn. Chị nào có săn để cây này rất là đẹp luôn á. Già dữ lắm, nó già. Đồ nguyên cũ chỗ này. Cái củ là quanh củ 41, mình cái thân trên này. Quanh thân 28. Cây này cỡ 1,8 m nha anh chị. Đường kính bầu 45. Cây cũng khá là đẹp. Rồi cái này em để cho cô chú anh chị mình là 2,5 triệu ha, bao ship tặng nhà luôn. Hoa lài cánh kép nha anh chị. Rồi tiếp theo cũng là cây hoa lài luôn nha anh chị, cánh kép luôn ha. Này cùng một lô. Mã số 452. 452 ha anh chị. Đó, thăng lắc lượng ha. Quanh 26. Quanh 26 nha anh chị. Chiều cao 1,5 m. Chiều cao 1,5 m. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu 31. Củ rất là to ha. Rồi cây này em để giao lưu với anh chị 1,4 triệu thôi. Cây hoa lài nha anh chị. Mặt bông em có để góc phải màn hình đó. Hoa rất là to và đẹp ha. Rồi tiếp theo cũng là cây hoa lài luôn nha anh chị. Ồ, cây này thăng lắc lượng ha. Bắt đầu nhú chọi lại rồi. 453. Quanh 25. Quanh 25. Chiều cao 1,1 m. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. 4,3,5,3. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu thôi ha, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 454 anh chị. Cái này nhỏ dán bài ha. À, 454. Rồi đâu hoành luôn. Hoành 20. Hoành 20. Cành bay 49. Cành bay 49. Đường kính bầu 30 m. Đường kính bầu 31. 454. Rồi cái này em để cho cô chú anh chị mình là 500,000 thôi anh chị, bao ship luôn ha. Hoa lài cánh kép nha chị. Rồi tiếp theo cây đây, cây lê kim ma nha. Cây lê hay là cái trứng gà nha anh chị. Cây này mới bứng về luôn ha. Củ đế rất là quái đẹp luôn nè. Ồ, cây này đẹp lắm nha chị. Này như xưa nhánh xưa nó tét mà nó kéo lại hết trơn rồi. Mã số là 455. Củ rất là quái luôn. Hoành 35. Hoành 35. Cành bay 67. Cành bay 67. Đường kính bầu 52. Đường kính bầu 52. 455. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu ha, bao ship tặng nhà luôn. Cây lê kim ma hay gọi là cây trứng gà của anh chị. Rồi tiếp theo đây là cây khế tàu nha cô chú anh chị. Không phải, cây là cây khế nhật, cây ghim luôn ha, lá nhỏ. Này chơi bonsai rất là đẹp, sai trái lắm ha, có bông trơn nè. À, khế tàu cây này người ta trồng trong chậu mười mấy năm rồi nha anh chị. Người ta nó trồng mười mấy năm rồi đó. Khế nhật chứ. À, khế nhật người ta trồng trong chậu là mười mấy năm á. Khế nhật lá nhỏ nè, bông quá cho bông luôn nè. Hoành 39. Hoành 39, khế nhật cây ghim nha anh chị. Chiều cao 1,04 m. Ồ, cây này ta trồng thuần chậu là gần mười mấy năm. Khế nhật ha, cây green luôn, không có ghép gì nha anh chị. Rồi mã số là 456. Rồi cây này giao lưu anh chị 1,5 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo là cây dừa sim nha anh chị. Còn cây ha. Cây đâm tạo hết trơn rồi, hết trơn nha anh chị. Đó, rất là dễ sống ha. 457. 457 nha anh chị. Quanh 56.
Chiều cao 1m26. Đường kính bầu 30. Cây mã số là 457. Cây này 500 ngàn anh chị. Bao ship luôn. Cây vừa sim. Dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây ha. Đầu tiên đây tùng La Hán nha anh chị. Đây tùng La Hán nè. Rồi em giới thiệu một số ha. Ổi ha. Đâm chồi nhũ chồi nè. Rồi khế. Rồi sợp búp hồng. Tường vi. Tường vi bông hoa đỏ. Rồi hoa hoa châm bụp. Mà hai bụp này bụp Thái nha, đỏ rất là đẹp luôn, cây ghim luôn nha, không phải ghép nha cô chú anh chị. Đó, rồi có cây ngâu. Rồi còn cây vú sữa này đâm chồi nè chị, vú sữa đâm chồi ha. Đây nè. Đây nè, nhú chồi luôn nè ha. Vú sữa này rất là to, với cây lê kim ma cũng nhú chồi hết trơn rồi. Đây để giá hữu nghị của chú anh chị mình chơi luôn. Rồi cây đầu tiên là cây tùng La Hán nha anh chị. Đó, cây cũng rất là khủng nha cô chú anh chị. Đó, bệ đế ổ cái cà vàng. Rồi đo hoành đây. Rồi cái eo này với đo cái củ này. Cái eo là 32. Eo 32. Rồi cái củ rồi. Hoành củ 53. Hoành củ 53. Eo 32. Chiều cao tầm 2m gì ơi. Đường kính bầu. Đường kính bầu 52. Rồi mã số luôn em ơi. 281 nha cô chú anh chị. Ồ. Này có một cặp anh chị để một cặp trước nhà là cũng bao đẹp luôn ha. Mã số là 281. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình 2.700.000. Em bao ship luôn. Để giá hữu nghị luôn anh chị. 2.700.000 ha. Tùng La Hán nha chị. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Tiếp theo là cũng là tùng La Hán nha cô chú anh chị. Mã số là 282. Cây này anh chị chơi cặp rất là đẹp luôn nè. Cây này cỡ nhau luôn. Cũng cao 2m đó anh chị ơi. Rồi đổ hoành eo coi. Hoành eo chứ cũng 3 mấy anh chị. 34. Cái cũ cũng cỡ nhau thôi. 49 này 34-35 ha. Đường kính bầu 55. Đó, biết nè. Quá trời cơ bệ luôn. Cây này sống trên mô hẳn rồi anh chị ơi. Mã số là 282. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là 2.700.000 luôn chị ơi. Đó. Bao ship luôn. Anh chị nào lấy một cặp để em để 5 triệu thôi. Bao ship luôn. 2.700.000 cây nha anh chị. Mã số là 282. Cũng cao 2m ha. Rồi tiếp theo là cây lê kim ma hay gọi là cây trứng gà của chú anh chị. Đó, cây nhú chồi trơn nè. Khi vận chuyển ốp chồi vô nó có gãy anh chị thông cảm nghe, về đâm là chồi mới thôi. À, nhú lên trơn nè. Cây này rất là mạnh nè nghe anh chị. Mã số là 284. Hoành 65. Hoành 65. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Đường kính bầu 60. Đường kính bầu 60 luôn. Đó, 284 nghe anh chị. Hết biết nó khủng cái lê kim ma nè, bệ nè. Đó, cây nhú chồi rất là mạnh luôn nha anh chị. Lê kim ma hay cây chưa gọi là cây trứng gà đó. Đó, đâm chồi lên cây chứ. Rồi cây này giao lưu anh chị 1.700.000 thôi, hữu nghị luôn. 1.700.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cây lê kim ma hay gọi là cây trứng gà. Tiếp theo là cây khế chua. Cây này nhú chồi hết trơn nè cô chú anh chị. Đâm chồi hết. Đây cũng nhú chồi nó mới đụng nó gãy rồi. Khế vậy, đây cũng vậy luôn nè. Cây khế chua nha anh chị. Nhú chồi rất là dễ sống ha. Rồi. Quanh 52. Thằng cái này 52, em đo tổng luôn đi. Chiều cao 1m5. Rồi tổng bầu luôn nghe cô chú anh chị. Rồi, tổng hoành như. Tổng hoành 1m2. Tổng hoành 1m2. Đó. Đường kính bầu 65. Đường kính bầu 65, cây khế chua nha anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Khế rất là dễ sống ha. Nè. Úp lên hết trơn. Cái này liền nha, dính liền nè. Dính liền chỗ này. Nhánh con, có nhánh con á. Chứ cây này mới cắt nhánh con cũng được một củ cô đế. Thoát thân rất là đẹp. Rồi cái này để anh chị 2 triệu thôi, bao ship luôn. 285 bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cây khế chua của chú chị. Rồi tiếp theo, cây khế gân nha anh chị. Ồ, liền một bệ luôn ha. Hết biết nó đẹp anh chị. Nó liền nè, từ đây bắt qua đây luôn. Em giờ em đo thân lớn nè. Rồi tổng hoành với đôi thân lớn nó liền nhau nghe chị. Nè nó bắt cầu hết ha. Tổng hoành 1m08. Tổng hoành 1m08. Rồi đôi thân này nè. Rồi ra đây thân đó cũng được. Em đo thử một hạo cái thân nghe chị. Quanh thân đó là 24. Thân đó 24. Chiều cao 43. Chiều cao 43. Đường kính bầu 56. Đường kính bầu 56. 286 nghe chị. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 nha. Để khi ra bao ship tặng nhà cho mình luôn. 1.700.000.
Rồi tiếp theo là cây vú sữa nha quý chị. Đó, vú sữa lò gèn ha. Cây này vú trời đâm trời nè chị. Đây nè ha. Đây nè. Đây vú trời đây nè. À, đây nè. Cứ cái nhảy nhánh mà vú trời này đây luôn ha. Mặt sẹo là nó muốn kéo lại luôn nè chị. Ha. Cây này bầu cứng khừ luôn ha. Nó đang muốn nít trời nè. Đây nè. Đây cũng vậy nè. Đây, cái hoành nó cũng mét mấy lần chị ơi. Cây này nặng lắm ha. Mét mấy hoành em? 1m12 hoành luôn đó anh chị. Chiều cao 75. Này em để ghế anh chị luôn anh chị ơi. Đường kính bầu 8 tư. Cây đâm trời vú trời chân đó anh chị. Đó. Ơi em đo chiều bay á. Chiều bay ngang á. Từ cái đầu này ra đầu này chắc cỡ 1m mấy anh chị. Mét rưỡi chị ơi. Từ cuối bầu tới đây là 1m rưỡi. Nó vú trời chân nha quý anh chị. Nè. Muốn kéo nó sẹo luôn. Đâm chồi nè, bên đây cũng đâm chồi, đây những chồi nhũ chồi ha. Cây mã số mấy em? 287 nha. Bởi rất là đẹp luôn, vú sữa lò gàng cái dáng bay. Cây này ship rất là nặng nha anh chị. Thôi em để hữu nghị anh chị là 3,5 triệu đó, bao ship luôn. 3,5 triệu em bao ship cho mình, vú sữa lò gàng. Tiếp theo là cây ổi nha của chú anh chị. Cây ổi. Đó. Cây ổi vườn mình ha. Cây ổi ăn trái đó. Nè, nhũ chồi trơn nè. Dưới đây đâm chồi lên lại chơi nè. 288 nha cô chú anh chị. Quanh 72. Chiều cao 66. Rồi mã số 288 nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là để rẻ anh chị là 1,2 triệu thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Rất. Đó. Đậm chội trơn à. 288 1,2 triệu em bao ship luôn. Quá rẻ luôn chị ơi. Tiếp theo là rồi tiếp theo, đúng là cây sập búp đỏ luôn nha anh chị. Đó, búp đỏ chót nè. Búp cành rất là đẹp. Mã số là 290 ha. Quanh 11,5. Chiều cao 35. Đường kính bầu 21. Đường kính bầu 21. Cây cũng rất là quái ha. 290. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi 800. Rồi cái này giao lưu chị 550 đây, bao ship luôn 550 ngàn. Rồi tiếp theo là cây phát tài anh chị. Đó, chúng hình thú anh chị. Phát tài sọc vàng mà sọc giữa anh chị. Sọc vàng đó. Đó. Hết biết cái đầu thú rất là quái luôn ha. Nó sọc nó vàng gì nhưng mà vàng nó nằm chính giữa nha. Vàng nằm chính giữa, không phải xè vàng đâu, phát tài đó. Vàng giữa. Ông bìa nó xanh. 291. Quanh 43 giống thú anh chị. Chiều cao 1m04. Đường kính bầu 80. Rồi cây phát tài anh chị, rất là quái luôn ha. Đó, rồi cái này 1,5 triệu em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Mã số là 291 anh chị. Rồi tiếp theo là cây bông bụt thái anh chị. Nè, cái bông nè, hết biết nó đẹp luôn anh chị. Có mặt bông luôn ha, cái này cây ghim không phải ghép ha. Nè, cái củ nó nằm dưới đây nè, nó nằm trong chậu á. Cây ghim luôn ha. Quanh 12, chỗ này là 12 nè. Củ nó bự hơn ha. Chiều cao 1m6. Đường kính bầu 24. Rồi cái này vô giao lưu anh chị 400 ngàn thôi. Đó. Bụt thái nha, bông đàng hoàng luôn anh chị. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây thành phẩm để cô chú anh chị mình chơi ha. Hôm nay cây rất là đẹp anh chị. Mới đầu là me ngọt ha, me thái me ngọt. Cây có bông có trái luôn. Rồi cây tường vi. Đó, tường vi cũng thành phẩm luôn ha. Rồi cây kim quýt. Đó, quýt kim quýt thái. Đây. Đó, đây ha anh chị. Cho anh chị coi. Đây, bông này ha. Đó, bông đây. Rất là nhiều luôn ha. Cây bên đây cũng rất là bông luôn nè anh chị. Đó, me thái ha, đọt đỏ nha chị. Đây, đọt nè. Đây này cũng cây nó có đọt đỏ mới đây, cái thấy cái đọt. Đó, me thái nha anh chị, đọt đỏ ha. Này, mới cắt tỉa rồi. Nó mới rụng luôn. Này cũng đọt đỏ luôn chị, yên tâm ha, bảo hành ha. Nè. Đọt đỏ nha chị. Cây me thái đọt đỏ. Cây sống khỏe thường chậu này nuôi gần 3 năm mấy nha chị. Rất là đẹp. Rồi, đo hoành đi em ơi. Mã số 295, em đo cái hoành thân chỗ này nè. Rồi, rồi đo cái củ. Hoành 34. Hoành chỗ này là 34. Rồi em đo nguyên cái củ đặc luôn ha anh chị. Sát củ đế. 41. Củ là 41 luôn á. Rất là to. Chiều
cao 92. Cúc cành bự hơn trái cái, chiều cao 92. Đường kính bầu 49. Nè, hoa này ha chị. Đó. Hoa đây. Đó. Hoa mẹ đây. Đó, nửa gà trái là bầu đẹp luôn nha anh chị. Mẹ Thái ha, đọt đỏ nha. Mã số là 295. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu rưỡi nha. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Này không bao chậu anh chị, nó ăn đầy chậu luôn rồi. 295, 3 triệu rưỡi nha. Rồi tiếp theo cũng là cây me Thái luôn luôn nha anh chị. Đây đọt đỏ đây. Tại hổm cắt cho trường số đọt cho anh chị coi ha. Cây này nũng cho bông cho trái cho nha anh chị. Đó. Đọt nè. Này nữa ra bông ra trái một cái là bao đẹp ha anh chị. Cây nuôi 3 năm rồi. 296. Hoành 25. Hoành 25. Để điều gan ha. Chiều cao 1m05. Chiều cao 1m05. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Đó thì chị coi phải. Nè cái cốt này chị bằng giò cái ha. Bự hơn giò cái này, nuôi lâu lắm rồi nha chị. Đó cành bay này chị coi nè. 13 năm 3 năm ngoài luôn ha. Đây nè. Cốt rất là to. Mã số là 296 nha chị. Đó. Cây quá đẹp luôn chị ơi. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.9 triệu nha, bao ship cho mình luôn. Này không bao chậu anh chị, đóng khung cho anh chị ha. 2.9 triệu em bao ship. Rồi tiếp theo cũng là con lô me Thái anh chị. Đây đọt đỏ đây chị coi đây nè, hoa nè, cái này hoa dày đặc luôn nè anh chị coi nè, chơi hoa thì cũng đẹp nữa ha anh chị. Đây à, cái này nữa anh chị muốn đậu trái mình để đừng để ngoài mưa nhiều ha, mưa nhiều nó không đậu trái nhiều, để trong mát nó mới đậu trái, tại vì trời đang mưa mà cái bông này nữa là nó ít đậu đó ha anh chị. Nó đang bông mà chị đem vô mà ấy để nó dễ dễ đậu lắm. Quá bông luôn chị. Hoành 26. Hoành chỗ này là 26 anh chị. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu 49. Cây sống khỏe thường chậu hết anh chị yên tâm ha. Thường chậu 3 năm rồi. Do đó nó ăn hết cái đất trong đây là nữa nhổ ra nguyên cái chậu thôi. Nữa về anh chị lên chậu đẹp đẹp chơi ha, lên chậu gồng rồi ha. Là bao đẹp luôn. Quả trời hoa luôn anh chị. Mã số là 297. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.2 triệu ha. Bao ship tặng nhà cho mình luôn, 3.2 triệu. Mã số là 297. Theo cũng là cây tường vi nha. Đọt đỏ, đọt đỏ luôn nè chị. Đây. Ha. Cây này củ đế quá trần luôn nè. Cắt bonsai là bao đẹp cây này luôn. Tổng hoành 26. Tổng hoành này là 26. Chiều cao 77. Chiều cao 77. Đường kính đầu 29. Rồi cái này em để chịu 2 anh chị ơi. Mã số là 302. Xin kính chào tất cả cô chú anh chị à, hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. À, một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán nha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Như vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó 120.000 một cây. Đó cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú chị, tại vì
nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao có sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. À, rất là dày nha anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi là mình dán lên vô ha cô chú chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng lại này là em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị.
bao sắc bén luôn, của chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nè nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần